hai chai mua chai dầu hai lít không có mua không gạo nữa ấy đây luôn đợi giác lên đi chứ đi xuống còn còn bỏ luôn bỏ này còn còn cái gạo đi quá làm đẹp quá. Giờ mưa nhiễu họp rồi. Rồi hồi nãy giờ qua mình với mấy cậu rồi chuẩn bị mình để quà ở trên ghế. Đây là 20 phần quà nữa. Mỗi một phần quà là gồm 10 kg gạo, một thùng mì tôm, 2 lít dầu ăn, một chai nước tương và một bịch bột ngọt 400g. Thì quà này là của cô chú Danny Nguyễn ở bên Mỹ gửi cho mấy cô mấy chú làm quà ăn lấy thảo. Thì dạ. Giờ tại mưa tới rồi. Rồi đủ rồi. Dạ, dạ chị. Ông để dễ dán nó với vậy vậy đó là Linh mình về được chứ là còn dạ còn ai chưa có ở đây cũng có chú ở đây muốn đại diện cho mấy cô mấy chú ở đây để gửi lời cảm ơn tới cô chú Danny Nguyễn. Dạ cô chú Danny Nguyễn. Thì tôi cũng rất chân thành cảm ơn cái đoàn từ thiện của chú Danny Nguyễn đã hỗ trợ một phần nào gạo, tôm, nước tương cho bà con cô bác đang hộ nghèo ở địa phương. Thì chính quyền cũng biết nói hơn, chân thành cảm ơn đoàn từ thiện. Thì cũng mong rằng ở đây bà con ở đây cũng còn vất vả, tiếp tục cũng làm từ thiện để giúp cho bà con ở đây dơ đi phần nào cái phần khó khăn. Xin cảm ơn con. Không, để nói cho anh làm nè. Từ đây để con cái. Được. Mất luôn bao nhiêu bạn? Tao không có 2 năm thì 0,3 triệu. Cái kia 5 triệu 805 ngàn. 35 ngàn. Giờ thiếu 35 ngàn phải không? Khỏi. Rồi ra 10 triệu. Dạ. Rồi bây giờ con sẽ báo cáo với cô chú Danny Nguyễn về cái phần chi phí cho 45 phần quà ngày hôm nay nha. Đó, thì đây 45 phần mì. Đó, thì mỗi một thùng là 57.000. Thì ra 2.565.000. 90 chai dầu 1 lít. Đó, thì ra là 1.845.000. Rồi 45 chai nước tương, 6.000 chai thì ra 270.000. 45 bịch bột ngọt thì ra 1.125.000. Thì đây là 5.805.000. Còn này là gạo hả? Gạo. Dạ. Có 80.000 đó là nó chạy. Đây là 45 phần gạo thì mỗi một phần là 11.000 đồng một ký. Thì ra là 4.950.000 cộng với 80.000 tiền xe thì ra 5.030.000. Thì tổng cộng lại á vừa hết luôn á, 45 phần vừa gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt và nước tương thì ra là 10.835.000. Thì bữa hẩm con đưa cho mấy cậu là 10.800.000 phải không cậu? 10.800. Giờ còn 35.000 nữa. Để con gửi cho cậu 35.000.
vậy là cậu Thanh sẽ bỏ vô 35.000, đó là phần của cậu Thanh để đóng góp vô tấm lòng của mấy cô mấy chú. Con cảm ơn các pha, con cảm ơn mấy cậu, con cảm ơn cô chú Daniel Nguyễn rất là nhiều đã có một tấm lòng chia sẻ giúp đỡ cho những người khó khăn ở xung quanh con. Con cũng cầu xin ơn trên ban phước lành, ban sự bình an, ban sự dư dật trên tài chánh, ban sự thuận lợi trên đôi bàn tay của cô chú để mọi việc cô chú làm ra thì có kết quả tốt, để sau này cô chú có nhiều điều kiện giúp đỡ cho những người khó khăn khác nữa. Con xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Thánh xin chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn thân yêu. Bữa nay thì mình bữa nay á, Thánh xin chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn thân yêu. Bữa nay là ngày chủ nhật thì mấy cô mấy chú mấy bác ở đây thì cũng rảnh hơn những cái ngày thường, cho nên là bữa nay thì mình hẹn, mình nhờ cậu Thanh với cậu Sơn hẹn mấy cô mấy chú mấy bác ở đây để tới nhận quà. Thì bữa nay mình mượn địa điểm là quán cà phê, là nhà quán của cậu Thanh á, thì mình phát quà cho mấy cô mấy chú. Thì bữa nay là mình phát tại địa điểm này là 25 phần. Ở đây một phần quà còn có một bịch gạo 10 kg, một thùng mì tôm, hai chai dầu ăn, mỗi chai 1 lít là 2 lít dầu ăn, một chai nước tương 0.5 lít, một bịch bột ngọt 400 gram, một phần quà như vậy có trị giá là 240.000. Lôi dưới đấy rách bao không? Đi vô một phần quà cái này. Đi vô đứng đó đi. Đi vô trong nè. Đây nè, đây nè. Đây chỗ đó phải đứng ngay cái này. Cô chú Daniel Nguyễn gửi cho chị phần quà nha. Dạ.
mới được cũng nhà nước đi ngân hàng chiếu cố cho tôi tiền đi làm được cái nhà. Dạ. Tôi cũng cảm ơn người nghèo cũng như đi làm mướn với lại lạc vặt vậy không chứ còn không có đất đai gì hết á. Dạ. Ở nền nhà cũng ta cho đó. Dạ. Mới xin được cái nền nhà cái. Dạ. Nhà. Dạ. Tôi cũng xin cảm ơn nhà tài trợ và cũng cảm ơn mấy cô chú giới thiệu tới tôi. Dạ. Để cho tôi được phần quà vậy đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. À, cô cho con biết sơ sơ hoàn cảnh của cô với. Dạ không có con đất. Dạ. Rồi cô có nhà không? Có nhà chứ mà không có con đất. Dạ không có đất. Dạ. Rồi cô, quà của cô chú Danny gửi cô ăn lấy Thảo nha. Dạ. Dạ. Dạ tôi cũng trường hợp tôi cũng lãnh giùm bà chị gia đình cũng làm ăn cũng hay gặp khó cũng đất. Dạ. Cũng không có ít có nền nhà cũng dân. Dạ. Rồi bắt đầu nhờ nhà tài trợ cũng giúp đỡ cho bà. Dạ. Chị một con nhà ông chồng kia 20 khối không biết ông chồng kia 20 khối không anh cho em biết sơ sơ hoàn cảnh của anh với lãnh nhìn cho phần quà này với bà cô. Dạ. Bệnh này bà đi cũng được. Dạ. Dạ. Con chào cô. Dạ. Cô cho con biết hoàn cảnh của cô với như con cô thì nhà cửa thì cô ở đầu cũng nhỏ chán. Dạ. Thì cô tại vì cái cũng mới chết thì cô cũng buồn rồi cô không có gạo ăn cô chung con chú gạo đời. Dạ. Gái cô bị gì cô? Bị gan tim lỗ chứ không chết thì nay được 2 tháng. Dạ đây là cháu ngoại cô hả? Đó con. Dạ. Gái của nó. Dạ hả? Dạ. Con muốn nói gì thì con cho cô một phần quà này. Cô muốn nói gì cho con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Chào. Dạ. Bị mẹ nó bỏ hồi lúc nó mới có 1 tháng tuổi rồi. Nó học con lớp 2 rồi. Hoàn cảnh cũng khó khăn, cha nó tối ngày bỏ bê không có chăm sóc rồi. Khi là giờ chậm sớm nè, có cơm thì nó ăn vậy đó. Dạ. Cũng khổ lắm. Dạ. Nhà tài trợ cũng cho quà thì cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Chia sẻ với cuộc sống. Dạ. Em cảm ơn anh. Chị. Em thì nhà em chức nghiệp mà không có đất á. Dạ. Bên nhà dạ. Dạ rồi. À, quà này là của cô chú Danny Nguyễn ở Mỹ gửi cho mình. À, chị ăn lấy Thảo nha. Lên. Chào chị. Em nó bị bệnh tật bẩm sinh hả chị? Dạ. Bệnh trên nhỏ đó. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Con em 3 đứa, có 1 đứa 17 có tật thì em nghèo, hậu nghèo mà không có đất ai gì. Hôm nay có con ba cảm ơn chị. Dạ rồi. Dạ. Em có chị tiếp á. Dạ. Ủa chị có vô á. Dạ. Gia đình cũng khó khăn rồi nuôi bà già bị tai biến thì nằm chỗ mà hôm nay cũng 3 năm rồi. Dạ. Đây cũng hôm nay cũng xin cảm ơn nhà tài trợ rất nhiều. Dạ. Dạ giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Cũng nuôi bà già có mấy tuổi cũng hoàn cảnh cũng khó khăn đi làm nước thì cảm ơn nhà tài trợ. Bao hoàn cảnh khó khăn nhà cũng 2 bên người tới đây cũng mơ mà tài trợ. Chị cũng khó khăn, chị đi bán vé số. Dạ. Dạ. Chị có một tay rồi hả chị? Dạ, chị có một tay. Chồng nó bị tai biến. Bị tai biến. Dạ. Thì cho thằng quà này rất cảm ơn. Dạ. Dạ. Sáng cũng được. Dạ. Sáng. Dạ. Vợ chồng. Dạ. Có ngày cái mừng mướn luôn cho thằng quà được cho cái quan. Dạ. Dạ. Em cảm ơn tài trợ, nhà tài trợ để cho thằng quà này em cảm ơn. Dạ. Hôm nay có ngày tài trợ thì cũng biết ơn tài trợ giúp cho giúp cho dụng. Dạ. Dạ tôi cũng cũng có trước thì mở lòng biết ơn các bạn các chú gì đã giúp đỡ cho gia đình chúng tôi có được một lộn mà sống qua ngày thì tôi biết nói gì hơn. Chúc các bạn các chú các anh gì được nhiều sức khỏe và đặng nhiều sức khỏe đặng động viên hay là cô cho cô bác giúp đỡ cho gia đình chúng tôi thì cũng rất là gì hơn một chút tất cả các bạn giúp đỡ cho tôi nhiều sức khỏe hết.
em chỉ đi lãnh giùm bà nội em ba 83 tuổi này, tay chân bởi nhức mỏi đi không được thôi. Dạ. Thì em biết ơn nhiều thôi. Dạ rồi, dạ em cảm ơn chị. Thôi nhỏ thôi chứ ngon, chắc con biết nói gì, cảm ơn cô, biết ơn cô. Rồi, rồi, được rồi con. Em lãnh cho bà già bố mình. Dạ, dạ. Xin chú. Chung là chú cũng lãnh phần chú để cũng như sức khỏe bị khuyết tật á. Dạ. Chung là chương trình rất là cảm ơn những cái chương trình này của ngày bên hội đạo tạo diện chú cho biết. Dạ. Quà này là của cô chú Danny Nguyễn ở Mỹ. Dạ. Chú cũng biết rằng chương trình giúp đỡ cho bà con ở quê hương đây. Dạ. Em đi lãnh giùm chú Út, em bị bệnh thần kinh á. Thay mặt chú Út em cảm ơn chương trình. Thanh bệnh chồng không sao đi. Dạ dạ bác bị bác làm sao rồi bác ta? Ổng bị thần kinh thọ dạ. Dạ dạ. Sẵn đây thì con cũng rất là cảm ơn bác ba, con cảm ơn cậu Sơn, con cảm ơn cậu Thanh. Chú ở đây đã giúp đỡ cho con, kêu gọi mấy cô mấy chú có hoàn cảnh khó khăn tới đây để mà nhận quà. Rồi con cảm ơn tới cô chú Danny Nguyễn đã có sự thương yêu, sự chia sẻ giúp đỡ cho những người khó khăn ở đây. Tuy là ở bên đó rất là xa xôi và hiện tại thì dịch đang chưa có hết, nhưng mà cô chú cũng nghĩ tới những người khó khăn ở đây thì con cũng rất là biết ơn cô chú. Thì con cũng cầu xin ơn trên phương xóm giúp đỡ ban sức khỏe, ban sự bình an và ban thêm tài chánh dư dật trên gia đình của cô chú Danny Nguyễn để cô chú có nhiều cơ hội giúp đỡ cho những người khó khăn khác nữa. Con xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Địa phương qua lãnh em từ Nam tỉnh Bến Tre. Cảm ơn nhà tài trợ đã có tấm lòng hảo tâm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Chúc cô chú sức khỏe, gia đình bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ.